Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng với đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Lào Cai về công tác ứng phó thiên tai do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Theo thống kê, mưa lũ tại Lào Cai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến 16 người tử vong, 12 người mất tích và 15 người bị thương. 1.200 nhà cửa bị ảnh hưởng, gần 900 hecta hoa màu bị vùi lấp, ước thiệt hại khoảng trên 100 tỷ đồng. Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã gửi lời chia sẻ tới người dân và đánh giá cao các biện pháp ứng phó kịp thời của tỉnh Lào Cai, đồng thời chỉ đạo cần bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng tham gia cứu hộ, ra soát khó khăn để báo cáo Chính phủ hỗ trợ. Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình ngập lụt trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai.